couch. Em, đừng lo. Đừng lo lắng, đúng vậy đấy. Tố xám biết cần phải làm gì. Tiếp đến, hãy bảo người bị thương đừng di chuyển. Di chuyển một người bị gãy xương có thể làm chấn thương nghiêm trọng thêm. Cuối cùng, hãy tìm một chiếc gối và một túi nước đá để giúp người bị thương cảm thấy thoải mái cho đến khi người trợ giúp đến. Điều duy nhất tốt hơn bữa trưa ngon miệng là gì? Là bữa trưa ngon miệng cùng người bạn biết chính xác phải làm gì khi khẩn cấp. Nên hãy nhớ rằng, khi ai đó bị gãy xương, hãy làm theo 6 step nhé.